đang ở đâu đây? Thiên đường chứ ở đâu nữa phải không các bạn? Quá đẹp ha. Xin mời các bạn hãy thưởng thức khung cảnh nơi đây đi các bạn. Xung quanh quá đẹp đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thẳng tiến đến Mường Lây nha các bạn. Từ Mường Nhé mà đi Mường Lây thì các bạn sẽ đi theo con đường 131 đi khoảng 50 km. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái đến một cái ngã ba và chúng ta sẽ quẹo trái để đi Mường Lây, và một đường thì đi, nếu quẹo phải sẽ đi về Mường Trà. Thì lát nữa đến cái ngã ba đó và ta sẽ giới thiệu cho các bạn ha. Và bây giờ thì chúng ta vẫn đang đi trên con đường 131, đây là con đường tỉnh đi từ Mường Trà để đi vào với Mường Nhé. Là lần đầu tiên mà Pta đi trên những cái cung đường như thế này. Vậy nên là không biết là chúng ta có một cái cung đường tốt đẹp như là cái cung đường 131 này nữa hay không. Nhưng mà chúng ta lát nữa chúng ta sẽ đến cái ngã ba, nó có tên là ngã ba Trà Cang. Chúng ta sẽ hỏi đường xem là có thể đi từ ngã ba Trà Cang đó và đi thẳng ra tới Mường Lây hay không. Và hiện tại thì Pta đang đi trên cái cung đường Tây Bắc, khám phá Tây Bắc các bạn ạ. Và trong cái ngày hôm nay, bây giờ đang là buổi chiều, thì buổi sáng Pta đã đi từ Mường Nhé để đi ra với khu vực biên giới A Pa Chải. Có một cái việc là nó không có được tốt cho lắm khi mà không được, tức là hơi bị buồn khi mà Pta không có được là check cái cột mốc số 0 vì cái tình hình an ninh ở biên giới. Điều đó là một cái sự mà Pta cảm thấy hơi đáng tiếc một chút xíu. Nhưng được đặt chân ra cái mảnh đất nơi địa đầu của Tổ quốc, nơi cực Tây của Tổ quốc, đó cũng là một trong những cái điều rất là vui rồi. Và mình cũng cảm thấy rất là thích thú các bạn. Bây giờ thì chúng ta đang là sắp đến ngã ba Trà Cang. Còn khoảng 600 m nữa thôi thì chúng ta sẽ đến một cái ngã ba. Thì đến đó thì chúng ta sẽ đi hỏi cái đường để chúng ta đi đến với Mường Lây. Còn nếu mà đi từ đây mà đi đến với Mường Trà thì còn 70 km nữa là đến với Mường Trà. Và nếu mà từ Mường Trà mà đi về Mường Lây lại mất thêm 50 km nữa thì cái quãng đường là hơn 100 km. Thì bà ta quyết định là sẽ đi từ đây và hỏi đường để mà đi về được tới Mường Lây luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ có lẽ là dừng ở chỗ này nha. Lại một tí nữa, cái ngã ba nó đằng trước cơ. Đây. Đâu? Đây. Đường này á, đường bé có vậy. Đây, đừng đỗ xe qua đây luôn đi. Thấy có đường nhựa đấy nhờ. Mình sẽ hỏi thử coi. Và ở đây là con đường 131 đến với xã Trà Cang nhé các bạn nhé. Thì các bạn quẹo vào đây. Và ta chẳng biết con đường này nó tên là con đường là gì đâu. Nhưng mà đây là cái con đường mà hoàn toàn chúng ta có thể đi được ra tới Mường Lây. Thì các bạn cứ quẹo vào đây nhé. Từ Mường Nhé các bạn đi ra đến xã Trà Cang, thuộc huyện Nậm Pồ. Thuộc Nậm Pồ nhé các bạn. Đây là cầu Trà Cang này các bạn này. Đó. Thì các bạn đi đến xã Trà Cang sẽ có một ngã ba. Một đường thì sẽ đi về Mường Trà, một đường là sẽ đi về Mường Lây.
cung đường Tây Bắc của Pò Ta sẽ đi á, là nếu mà Pò Ta đi về Mường Trà thì Pò Ta sẽ đi theo đường tỉnh 10, đường quốc lộ 12 thì Pò Ta cũng sẽ đi về Mường Lây. Và cái độ dài của cái đoạn đường mà từ cái chỗ Trà Cang này mà đi về đến Mường Lây lên đến hơn 100 km. Trong khi đó thì Pò Ta sẽ đi theo con đường là từ Trà Cang này đây mà Pò Ta sẽ đi thẳng về đến Mường Lây luôn. Và con đường này nó chỉ có cái độ dài là 63 km mà thôi. Và đây là một con đường tỉnh. Và đây cũng là một cái hành trình khám phá nữa trên cái cung đường Tây Bắc đi cùng với Pò Ta nha các bạn. Và cũng Pò Ta cũng rất mong là các bạn sẽ chia sẻ ý kiến của các bạn khi mà chúng ta cùng đi ha các bạn. Let's go. Đường này Pò Ta thấy rằng là khá là bé. À, Pò Ta đã biết tên của con đường này rồi các bạn ơi. Đây là đường tỉnh 150. Đường tỉnh 150 nha các bạn. Đây không phải là con đường quốc lộ mà chỉ là một con đường tỉnh thôi. Và con đường tỉnh này sẽ đưa chúng ta đi từ Trà Cang, xã Trà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, để ra với thị xã Mường Lây, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, huyện Nậm Pồ, tỉnh này, xã Trà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, và ra với thị xã Mường Lây, tỉnh Điện Biên. Con đường khá là bé. Tuy nhiên thì Pò Ta đã thấy là đã được trải nhựa rồi. Cua đầu tiên thôi mà có vẻ như là rất là ngoằn ngoèo đấy. À, con đường đằng trước kìa, ngoằn ngoèo phết đấy, nhưng đã được trải nhựa rồi nên là có lẽ là chúng ta sẽ không có quá khó để đi trên cái cung đường này đâu. Và đây sẽ là một cái trải nghiệm mới với một cái cung đường giúp cho chúng ta rút ngắn được cái thời gian để đi từ Mường Lây mà lên ở Mường Tè. Mường Lây đi ấy chứ, Mường Lây đi Mường Nhé. Thông thường á, để các bạn mà đi Mường Nhé có nhiều cái mường quá nên là nhớ loạn hết cả lên các bạn. Nếu các bạn muốn đi Mường Nhé để đi A Ba Chải á thì theo hướng Điện Biên thì các bạn sẽ đến với Mường Trà, rồi từ đó thì đi theo đường tỉnh 131 để đi lên Mường Nhé, rồi từ đó đi A Ba Chải. Còn nếu mà các bạn đi từ hướng Lai Châu thì các bạn cũng có thể đi đến tới Mường Lây, rồi sau đó các bạn đi theo đường tỉnh 150 này đây để đi đến Mường Nhé, mà không cần phải đi đến Mường Trà rồi mới đi lên Mường Nhé nha các bạn. Đường khá bé nhưng mặt đường khá là ổn đấy chứ. Được đi trên những cái cung đường như thế này, được thực hiện cái trải nghiệm, được thực hiện cái hành trình khám phá, đó là cái điều mà rất may mắn với Pò Ta. Và Pò Ta cũng chia sẻ cái điều đó cho các bạn.
với cái mong muốn là sẽ mang đến những cái thông tin mới về những cái mảnh đất, những cái hành trình, những cái con đường, những cái địa phương ở khắp nơi trên đất nước của chúng ta đến với mọi người, những người mà mong muốn tìm hiểu về đất nước của chúng ta. Và đặc biệt là với những ai mà mong muốn khám phá mà chưa có điều kiện hoặc là chưa có cái dịp để có thể thực hiện những hành trình khám phá, thì đây là cái hành trình của các bạn. Hãy lên xe cùng với Pata, chúng ta sẽ đi đến đi trên các cái hành trình mới ha các bạn. Và bây giờ đây là cái hành trình đi từ Nà Cang, từ Mường Nhé đến Nà Cang, và từ Nà Cang đi đến Mường Lay, Trà Cang đi đến Mường Lay. Và hiện tại thì Pata đang trong cái chuyến hành trình khám phá Tây Bắc, một cái nơi, một cái vùng Tây Bắc của Tổ quốc giáp với Trung Quốc, và một cái vùng mà được mệnh danh là một cái vùng rừng núi rất là núi cao, và rừng rất là rất là phải nói như thế nào nhỉ, tự nhiên quên mất em nói mà quên mất núi cao rừng sâu à, đấy núi cao rừng sâu đấy, cái chữ đó mà quên mất đấy các bạn. Tức là người ta mệnh danh á, đây là cái chỗ gọi là rừng thiêng nước độc đấy các bạn đó. Và chúng ta bà ta rất mong muốn đi để mà khám phá cái khu vực này, và mãi đến bây giờ thì bà ta mới thực hiện được cái hành trình này đấy các bạn ạ. Bà ta cũng biết rằng là rất nhiều bạn là cũng mong muốn được đi khám phá Tây Bắc nhưng chưa có đủ điều kiện ha, thì thôi thì hãy lên xe đi cùng với bà ta nhá. Và chúng ta đang đi trên con đường tỉnh 150, đi từ Trà Cang mà đi xuống Mường Lay thuộc tỉnh Điện Biên. Trà Cang là một cái xã thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Thì đây là cái xã ở phía bắc của tỉnh, phía bắc của huyện Nậm Pồ. Và khu vực này các bạn là một cái nơi mà dân cư rất là thưa thớt, chỉ có khoảng gần 6.000 người sinh sống ở trong xã này thôi nha các bạn. Wow, đi trên cung đường này mà gặp một chiếc xe to như thế kia là bắt buộc chúng ta phải dừng lại thôi, nhường đường cho chiếc xe đó. Xe tải to đi vào như vậy thì có lẽ có nghĩa là chúng ta đi thoải mái luôn. Trà tở không km Trà tở à, đây là Trà tở, đây là gì, đây chắc là một cái bản quá, khả năng là xã hết Trà Cang thì đến Trà tở, có thể như thế. Trà tở kia là Trà Cang. Đây là xã Trà Tở. Chúng ta đã đến với xã Trà Tở rồi các bạn. Là một xã nữa của huyện Nậm Pồ. Những cái tên của những cái xã này các bạn thì chắc chắn là nếu mà với các bạn ở vùng xuôi, ở đồng bằng thì chắc là nghe rất là lạ ha. Và ở trên đây những cái địa danh này thì có lẽ là được lấy theo cái tên của theo cái tên gọi của người các cái đồng bào dân tộc ở tại khu vực này các bạn. Như là cái tên là Apa Chải chẳng hạn. Cái chữ Apa Chải thực ra nó có nghĩa là cánh đồng lớn, đơn giản là vậy thôi. Một cái mảnh đất lớn. Nhưng mà nghe rất là hay nhỉ. Và đấy là cái tiếng của người Hà Nhì khi người ta nói Apa Chải, Apa Chải. Tức
tức là người ta nói về một cái khu vực đất rộng lớn là của người Hà Nhì đó. Đi ở huyện Nậm Pồ này thì các bạn hãy nhìn, chúng ta đang đi trên cái cung đường 150 này thì chúng ta đang đi cũng đi ở cái khu vực mà có rừng, rất là nhiều rừng như các bạn đang nhìn thấy ở bên tay trái á, và bên tay phải. Tay phải này đây chúng ta đang men theo những cái quả núi, còn bên tay trái các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những cái cánh rừng ha các bạn, với những cái cánh rừng rất là rậm luôn và những cái hàng cây rất là cao. Và cứ đi khoảng một đoạn thì chúng ta mới thấy có một vài ngôi nhà mà thôi. Bà con ở đây vẫn còn nuôi trâu nuôi bò ở gần nhà. Có mấy con thôi qua. Ok, không sao cả. Mình cứ tưởng là cán là bị hai con gà bị cán, nhưng mà cuối cùng nó không sao cả. Có con ngan đi qua đường nhỉ. Nó đi qua đường luôn. Rồi đuổi rồi, được rồi. Gà với ngan là cứ như thế này. Đây là bản Nàn Người. Đọc uốn vặn cả lưỡi. Thật sự luôn là đọc khó quá. Nghe tên nghe rất là lạ ha. Nhưng ở đây thì có những cái ngôi nhà sàn rất là đẹp. Và toàn bộ bằng gỗ hết. Có lẽ là ở đây vẫn có thể là khai thác gỗ sao nhỉ? Nên mới có mấy cái ngôi nhà như này chứ không? Đẹp không? Ờ, quá đẹp luôn. Các bạn coi nhà sàn toàn bộ bằng gỗ luôn cả. Nhà sàn này là làm tầm tiền tỷ đấy. Nếu mà như chúng ta làm tiền tỷ đấy. Còn bà con ở đây thì lấy gì tiền tỷ? Mà cái này lên rừng đốn về chứ. Chứ ai mà ấy được đúng không? Đúng rồi. Tiền đâu mà mua? Đây, nhìn nhà này. Quá đẹp luôn. Đấy, như trước này. Đấy. Ui trời, đẹp chưa? Nhưng mà bây giờ là làm bằng tôn đấy. Không thích lắm nhỉ? Nó đáng nhé, ví dụ như bạn làm bằng ngói này cũng được đi. Hoặc làm máy ngói nhỉ, trông nó hay. Máy móc ấy. Máy móc là đẹp nhất. Nhưng mà ngói thì nó nặng. Đúng rồi. Nhưng mà mấy tôn đỏ này thì ấy quá. Đỏ này nhìn nó xấu á. Ngày xưa ấy, mình còn làm bằng tre mà còn lập ngói còn chắc mà. À thế à? Huống chi bây giờ làm gỗ. Nên là lập ngói thoải mái đúng không? Thoải mái luôn. Lập ngói nó nhìn nó đẹp và thế này nó mát hơn. Đúng rồi. Và nó rất là kín nữa, mà nó mùa đông thì nó rất là mát không? Nó ấm không? Đúng rồi. Lập ngói cái mái nó đầm nhá. Chứ cái này gió to là nó cứ phập. Đúng rồi. Gió to nó cuốn ngay. Đấy. Và mái tôn này mà mưa đá là thủng luôn. Nhưng ngói thì không sao. Ngói là mưa đá vô là nó bắn ra rồi, không gì hết, không hề hấn. Những ngôi nhà sàn nhìn đẹp hả các bạn? Ở trên cao rất là cao ráo luôn. Trước có hai cái con trâu trắng kìa. Đây giống như là cái chỗ này nó là suối. Đây là suối. Cái này mà nước cao thì nó phải lên tới đây luôn. Đi rừng rồi bắt các cái
thực á, những cái cây đặc sản rừng ấy, hơi bị ngon luôn. Ong rừng này hơi bị ngon luôn, mật ong rừng ấy các bạn, uống ngon lắm. Mật ong rừng thậm chí uống là say đấy nhá. Đừng tỉnh như này là đi đẹp quá rồi. Đẹp ghê không? Đi trong những cái khu rừng các bạn à, không khí nó mát lạnh lắm các bạn, và trong lành ơi là trong lành. Tranh thủ hít thở đây, và ta phải hít vài chục cái lá phổi. Chỉ còn ở Tây Bắc là bà ta thấy là còn khá nhiều rừng thôi. Còn bà ta cũng đã đi khá nhiều nơi và thấy rằng là hầu hết rừng bị chặt, bị đốn hết rồi các bạn. Và thay vào đó là chỉ là rừng canh tác thôi. Người ta nói rừng nào chả là rừng, nhưng không phải các bạn ạ. Rừng á là phải có tầng lớp, có các lớp rừng như kia cả các bạn ạ. Và chúng ta phải nói đến rừng là phải nói đến rừng tự nhiên đấy các bạn, chứ không phải là rừng mà chúng ta trồng đâu các bạn. Rừng trồng chỉ là cái rừng đó, cái rừng trồng của chúng ta nó không có giá trị trong cái việc mà giữ nước đâu các bạn. Đó, nói có giá, không nói là không có giá trị là không đúng, mà có giá trị rất là ít luôn trong cái giữ nước. Còn rừng tự nhiên này này các bạn này, nó có giá trị giữ nước này, giữ đất này, rồi còn có giá trị về gọi là có giá trị về các cái đặc sản rừng nữa. Bây giờ thì chúng ta đang đi đến một cái khu vực với những cái khúc cua phải nói là ngoằn ngoèo luôn. Và ở đây các bạn, và ta đang thấy rằng là những đây có thể gọi là một trong những con đèo cực đẹp luôn đó các bạn. Nếu mà bay flight cam được đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy rất là phê luôn. Con đèo này hiểm trở lắm nha. Đường chỗ này khá là xấu. Vâng, chỗ này đường có lẽ là bị mưa nó làm cho xấu quá, và cũng có lẽ là có nhiều xe xe tải ấy, đi qua chỗ này nên là chỗ này bị hơi xấu rồi. Nhưng với chiếc bán tải của chúng ta thì chúng ta vẫn có thể dễ dàng vượt qua cái khu vực này. Chỗ này liên tục là các cái khúc cua tay áo ấy các bạn. Đây là một cái khúc cua tay áo tiếp theo này. Nhưng mà chỗ này thì nó khá là xấu nên là chúng ta không di chuyển nhanh được.
đường nhựa đấy, nhưng mà đó nó đã bị hư khá là nhiều rồi. Chúng ta đang đi trên con đèo của đường tỉnh 150. Đây là Hồ Hằng. Hồ Hằng nhé. Có thể là đây là một xã hoặc là một bản. Và con đèo này thì chưa được đặt tên. Thôi thì ta sẽ đặt tên cho nó là đèo Hồ Hằng nhé các bạn. Vừa rồi á, cái đoạn dốc vừa rồi nó làm cho ta nhớ đến một cái đoạn dốc mà khi ta đi lên Hà Giang, đó là dốc Thẩm Mã. Cái hình nó y chang luôn. Khi mà bà ta đi nhìn trên bản đồ á các bạn, thấy y chang là cái hình của dốc Thẩm Mã luôn. Có tới ba chị đang là đi lấy củi về. Rồi là một cái đoạn đường dài nó đã bị hư rồi. Có lẽ là vì là một cái đường tỉnh nên là cái việc sửa chữa cho nó thì đòi hỏi cái ngân sách, và tỉnh Điện Biên thì chắc là chưa có ngân sách để có thể là cải tạo cái đường này. Và nếu mà tính về cái khoảng cách thì đúng là cái khu vực này nó quá xa so với trung tâm của tỉnh Điện Biên luôn. Trên bản đồ thì PTA đang thấy là còn khá nhiều những cái những cái khúc cua tay áo đang chờ đợi chúng ta. Sắp sửa đến đây là một cái khúc cua 1 2 3 4, đếm này, 1 2 3 4 5 6. Mười khúc cua tay áo đang chuẩn bị chờ đón chúng ta. Trời ơi, dã man đấy. Và với cái mặt đường như thế này và những cái độ dốc như thế này thì ta khuyên các bạn là nếu các bạn có đi trên cái cung đường từ Mường Nhé mà đi theo đường 150 về Mường Lây như là ta đang đi, thì các bạn hãy đi bằng những chiếc xe gầm cao nhé. Còn một cầu thì vẫn đi được trên này. Và ta đang thấy là những cái đoạn này một xe một cầu vẫn đi thoải mái, nhưng đi bằng xe gầm cao. Đây là cái khúc cua mà đẹp nhất và dễ đi nhất này. Wow, khá là chói nắng. Và chúng ta cùng đếm các khúc cua ở đây nha các bạn. Một rồi đấy. Và chuẩn bị lên cái khúc cua, một đoạn nữa sẽ đến một cái khúc cua tay áo. Chúng ta đi bằng chiếc xe bán tải
Nên là những cái đoạn như thế này á thì chúng ta có thể dễ dàng vượt qua các bạn. Người ta nói là những chiếc xe bán tải nó giống như là những chú ngựa thồ. Và đúng như vậy các bạn ạ. Nó rất là khỏe. Và khi mà đi bằng xe bán tải thì bọn ta mới thấy rằng là có thể là vượt khá nhiều những địa hình, mà đặc biệt là những địa hình khó thì đều có thể dễ dàng vượt qua. Mà nếu chúng ta đi bằng những chiếc SUV hoặc là những chiếc sedan thì cũng rất là khó mà dám đi, và khó để mà chúng ta có thể vượt qua các bạn. Đó, bây giờ đến cái đoạn cua thứ hai. Và những đoạn cua này đang đưa chúng ta lên cao. Chuẩn bị đến đoạn thứ ba. Và tất cả dốc ở đây đều là dốc 10% hết. Nếu mà cái con đường này mà được làm lại các bạn, mà được đẹp á, thì bọn ta nghĩ rằng đây cũng là một cái cung đường tuyệt vời để cho chúng ta có thể trải nghiệm đó các bạn. Còn nó xấu như thế này thì đúng là đi thì nó hơi vất vả. Yeah, mặt đường xấu hết trơn rồi. Khá là xấu. Xe cộ để ngoài đường chẳng ai lấy các bạn ạ. Tại vì cũng chẳng ai đi qua những cung đường này mấy đâu. Và người đây người ta cũng lành lắm các bạn. Wow, đến cung cua thứ mấy rồi ta? Hồi nãy là thứ ba rồi đúng không? À, thứ ba rồi. Thứ ba rồi, bây giờ là khúc cua thứ tư này. Từ khúc cua thứ ba lên khúc cua thứ tư nó khá là xa, khoảng 300m á, 300-400m. Với lại là chúng ta đi cái đường nó xấu á, nên chúng ta sẽ cảm nhận là nó đi xa, nhưng mà thực ra là đi có đoạn thôi. Đây, tiếp tục là một khúc cua nữa này. Đó, một cái tay áo luôn, một cái cùi chỏ luôn. Đấy, rồi lại tiếp tục đi lên. Cứ mỗi một cái khúc cua tay áo như vậy á, là sẽ đưa chúng ta lên một cái tầng cao mới. Tiếp tục một cái khúc cua thứ năm. Đây là khúc cua thứ năm nhá. Có khoảng 10 cái khúc cua như vậy các bạn. Đó, liên tục là những khúc cua tay áo luôn đang chờ đón chúng ta. Chỉ cần mặt đường nó đẹp nữa thôi thì cái cung đường này sẽ rất là hấp dẫn để cho chúng ta khám phá và chinh phục các bạn ạ. Chị nói được tiếng Việt không? À, các chị à vào rồi. Các chị lại không nói được tiếng Việt rồi. Thôi chào nhá. Chào. À. Ơi. Chào các chị nhá. À. Hai chị đang đi rừng này. Mình vừa hỏi hai chị đấy, nhưng mà ở đây các chị cũng không biết nói tiếng không biết nói tiếng Việt các bạn ạ, và các chị đang nói cái tiếng phổ thông của các chị ấy. Nhưng mà nhìn bộ đồ như vậy thì
thấy nó rất là đẹp nhờ. Các chị có một cái bộ đồ rất đẹp không các bạn? À, có lẽ là đó, như vừa rồi bà ta vừa quay cho các bạn ấy thì có phải người Hà Nhì không hay là người gì? Không, người Hà Nhì sẽ mặc khác nhỉ. Đấy là Mông à? Mông không, người Mông thường sẽ có những cái váy rất là đẹp. Có mặc không mặc váy? Có mặc váy nhưng mà váy đen mà. Chứ đâu? Ờ. Váy đen á? Ờ. Chứ có phải là váy ấy đâu. Váy đen thì là Thái. Thái á? Ừ. Thôi nếu bạn nào ở đây á, mà bạn nào ở Điện Biên thì các bạn hãy chia sẻ nhá. Tại vì ở Điện Biên có đến là mấy chục dân tộc khác nhau cơ mà. Sinh sống ở đây cơ mà. Mà người ta chắc các chị này đi nương hoặc là đi lấy củi ấy. Khủng khiếp. Gì? Người Hà Nhì thì cũng mặc sặc sỡ à? Cả bộ đồ đen cơ. Thấy không? Ở đây có biển là Mường Tùng. Đường tỉnh 150 km 14. Đây là cái khúc cua thứ 7. Tiếp tục là khúc cua thứ 8. Đấy. Ôi còn dốc cao quá ha các bạn. Và đây là khúc cua thứ 8. Vẫn chưa hết đâu các bạn ạ. Còn nhiều lắm. Nhiều lắm những khúc cua. Nhưng mà đúng là mặt đường quá xấu rồi. Cực kỳ xấu luôn. Quá xấu. Ừ. Mặt đường quá xấu chúng tôi chỗ này thành một cái cung đường rất là đẹp nha các bạn. Đây thứ 9 này. Đó. Đây là một chiếc xe tải. Cung đường này dân phượt thích lắm này. Ừ. Đi phượt và đi đường này phê luôn. Thứ 9 đây. Vẫn chưa hết đâu nha các bạn. Lát nữa chúng ta sẽ lên tới cái trên cùng. Rồi chúng ta đứng lại một cái. Sắp tới là khúc cua thứ 10. Đường đã hư hết rồi. Đường chỗ này thì các bạn đã thấy không? Là đã hư hết rồi các bạn ạ. Mặt đường nó xuống cấp trầm trọng rồi. Và vì là một đường tỉnh nên là ít được quan tâm. Và cái sự quan tâm thì sẽ không có nhanh bằng so với đường quốc lộ. Wow, chỗ này mà đứng xem quan sát thì tuyệt vời luôn. Thôi cứ lên trên đi. Em quan sát ở trên thấy bà ta quan sát ở trên á. À, quan sát là nhìn lên trên thì thấy rằng là có cái chỗ để chúng ta có thể nhìn xuống dưới đây. Đẹp lắm. Và những cái chỗ này là những cái chỗ bị sạt lở này các bạn này. Ghê quá, cả một cái hòn đá to nó rơi xuống. Có một con bò nó đang là ăn cỏ ở tại đây. Wow, và các bạn đây, bà ta vừa tìm được một cái chỗ nó chỗ đứng như thế này này. Và các bạn hãy coi cái dốc mà chúng ta vừa đi qua đi các bạn, nó cao không? Và đang còn lên nữa, và đây là khúc cua thứ 10 nha các bạn. Đó, ở đây là một cái cung đường mà có quá nhiều cái khúc cua. Và khúc cua thứ 10 này sẽ đưa chúng ta vượt lên trên tới chỗ kia. Và nếu không có tính hai cái khúc cua, bốn cái khúc cua ở phía dưới mà nhìn giống như cái con dốc Thẩm Mã thì ở đây có 10 khúc cua. Và nếu tính cả bốn khúc cua đó thì ở đây là có tổng cộng là 14 khúc cua các bạn. Một cung đèo 14 khúc cua.
Và chúng ta vừa nhìn con đèo này ở góc nhìn của Flycam, và các bạn đã thấy rằng là nếu con đèo này mà có một cái mặt đường đẹp nữa thì chắc là nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều, phải không ạ? Bởi vì cái địa hình này với cái những cái khúc cua này, hơn 14 cái khúc cua, phải không các bạn? Xứng đáng là một cái con đèo để cho chúng ta đi đến đây và trải nghiệm, hay các bạn? Quá đẹp đi. À, cái con đèo này nó nằm ở trên cái cung đường đi từ Mường Lay mà đi lên Trà Cang, và trên đường tỉnh 150 nhé các bạn nhé. Và các bạn ơi, hãy nhìn phía kia đây các bạn kìa. Khi mà ta bay flycam ra đấy các bạn, chỗ nhìn nó đã ha các bạn. Và kia là núi non trùng trùng điệp điệp luôn. Và đó chính là Tây Bắc đấy các bạn. Và hiện tại thì PTA đang là đi trong cái hành trình khám phá Tây Bắc. Hãy cùng đi với PTA, chúng ta sẽ khám phá vùng Tây Bắc của đất nước chúng ta nhé các bạn. Let's go. Tiếp tục với hành trình trên con đường 150 từ Trà Cang mà đi Mường Lay. Và đây là khúc cua thứ 10. Khúc cua thứ 10 của cái con đèo mà người ta sau khi mà bay flycam lên các bạn mới thấy là nó đẹp. Và khi mà nhìn trên bản đồ thì thấy nó cong cong vẹo vẹo đúng không? Và nó rất là nhiều khúc cua. Thì bà ta nghĩ là nó sẽ rất là hấp dẫn đấy. Bởi vì thực tế là khi mà bà ta leo lên đèo á thì nó thấy là khá là khó khăn rồi. Nhưng mà khi mà bay flycam lên các bạn mới thấy thực sự là con đèo này quá đẹp đi. Và bây giờ thì chúng ta đã đi lên tới đỉnh rồi, và kia là cổng trời rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ đến với cổng trời. Và từ đây thì chúng ta có lẽ là sẽ vượt qua một cái dãy núi khác chăng. Còn cái tên của con đèo này thì tới bây giờ thì bọn ta chưa biết, nên bọn ta thôi tạm thời đặt cho con đèo này với cái tên là đèo thiếu nữ đi. Bởi con đèo này có cái hình dáng rất là đẹp các bạn ạ, với một cặp nhũ hoa rất là căng và tràn đầy. Một là giống như cặp nhũ hoa của một người phụ nữ các bạn, một cô gái các bạn, rất là đẹp luôn đó. Và thôi đặt tên là thiếu nữ nhá, đèo thiếu nữ. Đèo hay là đèo cô gái? Thiếu nữ hay cô gái hả anh Hành nhỉ? Đèo bồng đào. À, đèo bồng đào à? Bồng đào nghe nó thô quá anh. Ê. Hay mà. Cũng được. Thôi, các bạn muốn thì có thể đặt, có thể gọi nó là đèo bồng đào. Hoặc là bà ta thì đặt tên cho nó là đèo thiếu nữ hả các bạn? Nó, tại vì bà ta thấy cái hình ảnh của một cái đôi gò bồng đào rất là đẹp của con đèo. Bây giờ thì đến đây là cổng trời nhá, và chúng ta đã lên đỉnh của đèo rồi. Con đèo thiếu nữ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đổ đèo. Nhiệt độ hiện tại ở trên đây, trên đỉnh đèo là khoảng 19 độ C. Bây giờ đang là 4 giờ chiều. Và chúng ta đang là đi về hướng Mường Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Trên các đỉnh núi cao như thế này, như các bạn thấy không, vẫn có những con người sinh sống. Như vậy mới thấy rằng là chúng ta, những người đồng bào của chúng ta thì luôn luôn vượt qua những cái ngoại cảnh nha các bạn, để có thể sinh tồn ở trên cái địa hình cao như thế này. Người ta đang nói thì một cái không gian bao la bát ngát hiện ra, với những cái cánh rừng, những cái quả núi quả đồi trùng trùng điệp điệp, đẹp quá. Và ở đó cũng có một cái chỗ để cho chúng ta dừng chân. Từ đây đến Mường Lay còn khoảng gần 50 km nữa thôi. Thì với cái con đường như thế này thì chắc là chúng ta chỉ mất khoảng chừng hơn một tiếng đồng hồ thì để chúng ta có thể đến với Mường Lay. Và có lẽ là con đèo vừa rồi là cái con đèo cao nhất trên toàn bộ cái hành trình đi từ Trà Cang đi về đến Mường Lay. Có lẽ là như vậy. Vừa rồi anh Thành lái xe lái qua cái con đèo với 14 khúc cua như vậy thì anh thấy thế nào? Thích không ạ? Cảm giác của anh ra làm sao? Đúng
Đúng rồi, cung đèo này rất là nhiều các khúc cua, tạo một cái cảm giác giống như là chúng ta đang thưởng thức một cái cảm giác mạnh. Dù là đường có hơi khó, đường có hơi sóc một chút nhưng mà vẫn cảm thấy đúng là giống như một cái phượt thủ thực sự. Và mà chúng ta đang đi phượt thật mà. Chúng ta đang đi trên hành trình khám phá Tây Bắc. Cô ta đang đi trên hành trình khám phá Tây Bắc và rất hy vọng là các bạn khi mà đã nhìn thấy con đèo đẹp này, con đèo tuyệt vời này thì các bạn cũng sẽ có dịp để đi trên cái con đèo này nhé các bạn nhé. Nó quá đẹp đi. Với bà ta đây là một con đèo đẹp. Và bây giờ thì chúng ta đang nhìn thấy một cái đoạn mà đã được chảy đá. Có lẽ là đây là cái đoạn người ta đã cải tạo mặt đường đến đoạn này rồi đây. Trước mặt của chúng ta là một dãy núi cao sừng sững luôn. Đến cái đoạn này có vẻ như là mặt đường đẹp hơn rất là nhiều nhỉ? Đúng rồi. Này. Đoạn này đã được sửa chữa. Đúng rồi. Hy vọng là thời gian tới họ sẽ tiếp tục sửa chữa mé bên kia của đèo. Ngay trên cái đèo nữa. Đúng rồi. Trên đèo và bên kia của đèo nữa thì con đường này sẽ rất là tuyệt vời cho bất kỳ ai. Và đặc biệt là những ai mà yêu xê dịch, yêu những mảnh đất của Tây Bắc, yêu những cái con đường, những hành trình ở Tây Bắc thì chắc chắn các bạn sẽ cực kỳ thích luôn. Có thể ngắm nhìn ngắm được này, cái khung cảnh đẹp. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có những cái đoạn đường rất dài và nó không có gấp như là cái đoạn bên kia. Có lẽ là do cái sườn dốc của bên kia nó quá cao nên là người ta mới phải làm rất nhiều cái khúc cua như vậy. Còn ở bên đây thì bà ta thấy rằng là có nhiều cái đoạn đường dài hơn và những cái khúc cua nó không quá là cao. Ô, các bạn ơi, cỏ lau kìa các bạn. Wow, đẹp thế. Đẹp quá. Wow, đẹp tuyệt vời các bạn. Ôi trời ơi, cái gì đây? Một không gian đá nhỉ. Ôi trời, cái này giống thảo nguyên nhỉ. Ôi, đẹp quá vậy, đứng lại một tí đi. Dừng lại một tí đi anh em, đẹp luôn giờ đây này. Rồi, dừng vô. Rồi. Đẹp cái này, đây. Trời ơi. Ôi ơi, các bạn ơi, anh nhìn đi đây. Đã chưa? Các bạn đây coi. Vừa rồi thì chúng ta vừa vượt qua một cái cung đèo quá đẹp đi phải không ạ? Ở đây gọi là xã Nậm Củng nhá. Thôi thì chúng ta phải đổi tên con đèo là thành đèo Nậm Củng đi. Các bạn có thể gọi con đèo vừa rồi là đèo Thiếu Nữ hoặc là đèo Nậm Củng cũng được. Nhưng mà thôi, cái tên đèo để qua một bên đi. Bây giờ chúng ta hãy nhìn coi. Khi vừa vượt qua cái con đèo rất là đẹp, rất là tuyệt vời như vậy thì chúng ta có một cái khung cảnh tuyệt vời luôn. Đây là một thảo nguyên phải không các bạn? Trời ơi, đẹp chưa? Còn bên này là gì? Là, ôi ôi, một cái khung cảnh của núi rừng
chung chung lớp lớp, chung chung lớp lớp các cái dãy núi trùng điệp với nhau. Và trước mắt chúng ta là một thảo nguyên đang mở ra trước mắt của chúng ta, như là Mông Cổ còn gì không? Đúng không các bạn? Có giống Mông Cổ không à? Và chưa hết, bây giờ sẽ là một cái điều làm cho các bạn bất ngờ này. Hãy quay về đây ạ. Đây, một rừng cỏ lau luôn. Đã chưa? Yeah. Yeah, các bạn coi chúng ta đang ở đâu đây? Thiên đường chứ ở đâu nữa phải không các bạn? Quá đẹp ha. Xin mời các bạn hãy thưởng thức khung cảnh nơi đây nhé các bạn. Xung quanh quá đẹp đi. Bay flycam xong, và thật sự bay xong tôi còn lại không thể rời được mắt khỏi cái khung cảnh cả một cái bạt ngàn, một cái sườn núi toàn là cỏ lau và cỏ lau thôi. Quá là đẹp đi. Khi mà tôi đến ở đây các bạn, tôi cứ ngỡ là tôi đang ở trên một thảo nguyên của Mông Cổ ấy các bạn. Quá đẹp, và chắc chẳng cần phải nói gì thêm phải không các bạn, khi mà trước mắt của chúng ta là một cái không gian bao la rộng lớn. Đây chính là thảo nguyên, một thảo nguyên ở tại Việt Nam của chúng ta và ở tại Điện Biên nha các bạn. Và trời ơi, tuyệt vời. Tôi bây giờ và ta cảm thấy là rất là hạnh phúc, rất là may mắn khi mình đã chọn được một cái cung đường, mình đã khám phá ra được một cái nơi mới nó đẹp thế này. Quá đẹp đi các bạn ạ. Tuyệt vời luôn. Và nếu mà các bạn mà đến với Mường Lay nhé, các bạn đi trên con đường 150, đường tỉnh 150 để đi lên trên cái gì nhỉ, Trà Cang đó, thì các bạn sẽ đến với cái địa điểm này. Địa điểm này các bạn nó cách cái Mường Lay khoảng chừng 50 km nhau. Quá đẹp. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình để chúng ta đi về Mường Lay, và mặc dù rất là lưu luyến, tôi chưa muốn rời đi khỏi chỗ này bởi vì nó quá đẹp đi. Như có người ta nói là cứ ở phương Tây thì mới đẹp đúng không? Ở Việt Nam chúng ta cũng rất đẹp đây các bạn. Và đây là hương vị của Tây Bắc. Và đây là Tây Bắc đấy các bạn. Và chúng ta đang trên cái hành trình đi khám phá Tây Bắc. Tiếp tục đi với Pata nhé các bạn. Let's go!
Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đổ đèo. Con đèo này người ta đặt tên nó đèo thiếu nữ nha. Còn ở đây thì thuộc xã Nậm Củng. Vậy nên các bạn có thể đặt cho cái tên của con đèo này nó là đèo Nậm Củng cũng được, mà đèo thiếu nữ như tên của ta đặt cũng được nha các bạn. Tên nào cũng được. Không quan trọng bằng cái gì, bằng cái khung cảnh các bạn ơi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đổ đèo đi xuống và tiến về Mường Lây. Và chúng ta đang đi trên một cái cung đèo phải nói là rất đẹp luôn. Ở phía bờ bên kia thì là những con dốc và những cánh rừng già, còn phía bờ bên này thì là những cái vạt cỏ lau và một thảo nguyên luôn các bạn ạ. Và khi mà các bạn mà đi trên đèo và các bạn nhìn xuống thì các bạn sẽ thấy ngay cái thảo nguyên rộng lớn mênh mông bao la và nằm ở trên ba cái quả núi rất là cao, rất là lớn. Và phía xa xa xung quanh đó là những cái dãy núi rất là đẹp. Và đây chắc chắn sẽ là một cái nơi để các bạn có thể ngắm cỏ lau, có thể ngắm hoàng hôn và có thể ngắm bình minh cực kỳ đẹp luôn các bạn. Bà ta quan sát đấy các bạn, là ở cái khu vực mà cái thảo nguyên mà bà ta quay cho các bạn á, đó là nơi mà bà con người ta trồng lúa. Vậy thì nếu ở đây mà vào cái mùa gọi là gì, mùa lúa chín thì chắc là tuyệt vời lắm. Chắc chắn bà ta sẽ quay lại đây vào mùa lúa chín nha các bạn. Chúng ta sẽ quay lại đây vào mùa lúa chín để thưởng thức cái vẻ đẹp nơi đây các bạn. Đây là những cái quả núi, quả đồi mà chúng ta vừa nhìn trên flycam đấy các bạn. Và các bạn hãy coi, cỏ lau, quá trời cỏ lau, đẹp quá phải không các bạn. Đó, bạt ngàn cỏ lau luôn. Những cánh rừng cỏ lau, những cánh đồng cỏ lau luôn các bạn. Quá đẹp, quá đẹp đi. Anh Thành sau khi mà nhìn thấy cái khung cảnh vừa rồi, các anh Thành thấy sao? Chúng ta có may mắn không? Chúng ta may mắn quá. Thật ra là em thấy là chúng ta đi con đường này cũng rất là bất ngờ đúng không? Đúng rồi. Một con đường mà chúng ta nghĩ là chúng ta chỉ là muốn làm sao để mà đến với Mường Lây nó ngắn hơn. Vậy mà chúng ta lại được kết quả là chúng ta có được một con đèo quá là đẹp. Và lại là một cái khung cảnh khi mà chúng ta đổ đèo có một cái thảo nguyên nhờ. Thảo nguyên Nậm Củng. Đặt cho nó tên là thảo nguyên Nậm Củng đi. Như trong phim. Khác gì đâu. Đã như hơn. Là ở Mông Cổ ấy. Và đây là Việt Nam. Và người ta cứ nói là phải là bên Tây, bên Tàu gì đấy. Cái này rõ ràng chúng ta thấy rằng con đường này đi giữa, đây là Việt Nam. Quá đẹp ha. Quá tuyệt vời. Đúng không anh? Đúng. Đấy. Các nhà làm phim chắc phải tìm hiểu về địa điểm này nha. Đúng rồi. Cái chỗ này mà đưa lên phim thì thôi luôn, là tuyệt vời mặt trời luôn. Há hồ. Quá đẹp đi chứ. Đẹp. Ừ. Quá đẹp. Và kiểu như là gì có một cái cặp đôi đúng không? Đúng. Cầm tay nhau chạy giữa thảo nguyên nhỉ. Ui trời ơi, chỗ này đây chứ đâu. Quá phê luôn. Bây giờ đã là gần 5 giờ chiều rồi các bạn, và các bạn đang nhìn thấy những ánh nắng nó đang là chiếu xuống những cánh rừng ha các bạn. Và đây là những ánh nắng cuối cùng, một cái màu vàng đỏ đang chiếu xuống trên những cánh rừng. Và chúng ta sẽ thả dốc, chúng ta sẽ đổ đèo để đi xuống phía dưới. Và ở núi các bạn thì cái việc mà ánh sáng các bạn sẽ tắt rất là nhanh và mặt trời xuống núi rất là nhanh luôn. Vậy nên là chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta sẽ nhanh nhất có thể. Nhưng chúng ta vừa đi, chúng ta vẫn có thể ngắm được cái khung cảnh tuyệt vời ở đây ha các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thẳng tiến về với Mường Lây. Đi đến Mường Lây, một thị xã của người Thái. Đây là cái bản Nậm Củng là chỗ này đây. Rồi, thì ra là con đèo đấy là đèo Nậm Củng, là chính là cái bản này này. Có dịp mai mốt anh em quay lại đây ấy, đi vào bản tí nhờ. Ok. Thăm bản cái. Còn đây là đi Mường Tùng, là đi về khu vực của Mường Lây đấy. Cái đoạn bên đèo bên này đẹp. Đường rất đẹp ha. Rất là phê luôn. Và các bạn ơi, nó giống như là bà ta có xem một cái clip hành trình mà của một cái người đam mê xê dịch và chiếu cái cảnh mà đi trên đường ở tại Thụy Sĩ ấy, các bạn. Thì bà ta nói luôn với các bạn luôn,
ở phía tây bắc của Việt Nam chúng ta chẳng thua kém gì đâu các bạn, rất đẹp luôn đấy các bạn ạ. Các bạn đi đến đây đi rồi các bạn sẽ thấy nó đẹp, các bạn sẽ thấy phê luôn, mê ly ấy các bạn ạ. Và chẳng cần phải qua Thụy Sĩ đâu, mà ở Việt Nam đây rất đẹp nha các bạn, quá phê. Nậm Cũng, chúng ta đã có một cái địa danh mới, một cái địa điểm mới, đó là Nậm Cũng ở tại Điện Biên. Chuẩn bị kết thúc cái cung đèo này rồi. Và trước mắt của bọn ta là một bản làng với những cái ngôi nhà màu xám, một những cái mái tôn màu xám kìa, tôn xi măng. Và đây là có lẽ là bản làng của các đồng bào dân tộc người Thái, với những cái ngôi nhà sàn rất là cao như thế này đây. Và đến đây thì chúng ta đã kết thúc cái con đèo thiếu nữ, và hoặc là con đèo Nậm Cũng này nhá. Và đây là cầu Nậm Cũng. Đây thì bà con đang là phơi thóc, rồi phơi các cái nông sản của mình ở trên cái cầu này. Những ngôi nhà mới đang được xây ở tại cái thung lũng này đây. Đây là thung lũng dưới chân của đèo Nậm Cũng. Thôi để cho chúng ta dễ nhớ về một cái địa điểm đẹp thì chúng ta cứ gọi đây là Nậm Cũng nhá. Ok. Ôi, ở đây có nhiều cây gỗ chưa kìa. Ôi, cái này là gỗ, này là dựng nhà đây. Ở đây là một bản làng người Thái này các bạn. Ôi, cái bản làng này cũng đẹp nữa này. Nhất định là mùa lúa chín anh em mình sẽ đến ở đây. Được chưa? Đẹp quá. Chỗ này là quá đẹp luôn. Có một lúc cả ba cái điểm nhá. Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn các bạn ạ. Chỗ này mà không mai mốt mà chỗ này mà không thu hút khách du lịch nữa thì xin thưa các bạn đi, các bạn cứ đè tòa ta ra mà đánh đòn nhá. Chỗ này quá đẹp luôn. Thật sự luôn các bạn, là Việt Nam chúng ta thì các bạn thấy không? Chúng ta còn chưa biết hết Việt Nam, chưa biết hết về đất nước của chúng ta. Như bà ta vừa rồi các bạn vừa phải hỏi anh Thành là anh Thành của mà anh cũng biết rồi đấy hả? Anh biết là đấy là một huyện à? Đúng rồi. Giống như bà ta các bạn là bà ta bây giờ còn mới biết là có cái huyện tên là huyện Mường Tùng. Và chắc là các bạn cũng vậy phải không ạ? Một số bạn bây giờ mới nghe đấy cái tên gọi là tên huyện Mường Tùng. Như vậy huyện này là thuộc Điện Biên. Ok. Vậy thì đến Lai Châu thì chúng ta còn một cái nữa. Đúng rồi. Còn một cái nữa là phải có những cái chỗ cầu Hàng Tôm ấy nhờ. Cầu Hàng Tôm là đi cái gọi là gì nhờ? Là cái ranh giới giữa Điện Biên và Lai Châu mà. Như các bạn đang nhìn thấy thì bây giờ mặt trời đã xuống bóng và ánh sáng đã giảm bớt rồi ha các bạn. Và con đường của chúng ta còn khoảng 40 km nữa. Đây là một cái quãng đường không có dài, và từ đây chúng ta cứ đi theo con đường 150 này thì chúng ta sẽ đến được với Mường Lay các bạn nhé. Và một lát nữa thôi thì khi mặt trời xuống bóng thì chúng ta cũng không có còn được nhìn thấy cái gì cả. Vậy nên là bà ta cũng xin phép là được dừng hành trình này ở tại đây, vì cái hành trình này cũng đã quá dài rồi ha các bạn. Và các bạn hãy nhớ là chúng ta đã có một cái hành trình đi từ Trà Cang
từ trên cái đường tỉnh 131 và đi đến đây là chúng ta đi sẽ đi đến Mường Lay, một thị xã của người Thái ở tại Điện Biên. Và trên cái cung đường này mà chúng ta đã có một cái hành trình rất là tuyệt vời, khi mà chúng ta đã khám phá ra một con đèo, đèo Nấm Cúng, hay là người ta đặt tên nó là đèo Thiếu Nữ đó các bạn, và một cái thảo nguyên cũng như là một cái cánh đồng cỏ lau quá đẹp đi, và với một cái con đường chạy chạy ở chính giữa những cái quả đồi, những cái cánh đồng, những cái thảo nguyên rất là đẹp ha các bạn. Và Bảo Ta cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Bảo Ta trong cái hành trình này, và Bảo Ta rất mong các bạn sẽ chia sẻ ý kiến của bạn cũng như là góp ý thêm để cho Bảo Ta có thể cải tiến thêm những cái hành trình của mình, cũng là những cái hành trình tương lai của các bạn. Và cuối cùng thì xin cho phép Bảo Ta dừng hành trình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo, và nhớ đăng ký kênh để đón chờ những hành trình tiếp theo của Bảo Ta nhé các bạn. Bye bye.